Hello anh em, buổi sáng. Sáng chủ nhật. Đây, tôi hôm nay là sáng chủ nhật, tôi trộn đồ cho thằng em nó đi câu. Chứ tôi không đi, tôi mới đi hôm qua rồi. Hôm nay thì mình nó một đảo. Đây tôi làm cái video thính ngủ này mới được có mấy hôm thôi, hôm nay mới là hôm thứ sáu thôi, hay là thứ năm thì đấy thôi, hôm nay mới được 5 buổi thôi, liều ăn nhiều. Anh em hôm nay khai trương cái thùng thính ủ mới được có 5 ngày thôi đấy nhá, 15 ngày cơ, nhưng hôm nay mới được 5 ngày thôi. Thực ra thì không biết thế nào đây. Hơi men men thôi. Nhìn có vẻ nó không ăn thua lắm nhưng mà thôi. Này cho thằng em nó đi. Tôi hy vọng là nó sẽ được thôi chứ còn đấy, lần đầu tiên là 5 ngày mới trộn. Cái mùi nó cũng chưa được lắm đâu, nó mới tạm tạm thôi. Đấy, lần đầu tiên 5 ngày lấy thính trộn. Cắm trứng, cắm gạo. Thank you.
Mẻ rất chi là chua. May cái mùi này thì tôi sợ nó móm lắm. Chắc là móm đấy. Rồi ám quẻ rồi. Chưa đi đã bảo nó móm. Vì khi thấy ngủ nó ngửi nữa. Chưa thấy lên mùi thế nào anh em ạ. Ý quên sốt anh em. Ok, xong rồi anh em. Người mùi cũng hơi hơi ra gì đấy. Hơi 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 kém thơm, kém chua một tí.